lấy cái bảng của. Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cá Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Hôm nay làm liêu riêu được 9 cây. 9 cây mà số báo danh tới G11 mới ghê chứ. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng cây máy nha. Cây đầu tiên là cây Magu màu hồng rất là đẹp nha mấy anh. Ha, Magu màu hồng Shinewa 22 G2KC Shinewa. Cái này Shinewa cổ nha, chạy cực kỳ khỏe. Robin 253 Shinewa có trợ lực ha. Rồi hàng này cũng Shinewa luôn mà đeo lưng. Còn Shinewa có đề Kyogit 281 và một cây Mitsubishi TL 231 nha. Rồi, mấy anh mua hàng vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại nè 0913136620. Cái số này có Zalo luôn và cái nick Zalo là Nhanh Mai nha mấy anh. Và YouTube là Cửa Hàng Thành Hợp, nick Facebook là Máy Cá Cỏ. Và bên em có ship hàng toàn quốc, được xem hàng, kiểm tra hàng, test máy, nổ rồi cắt cỏ đứt mình mới nhận ha. Đặc biệt là em không có lấy cọc nha. Và thời điểm này hàng đi tiền ship mắc gấp đôi nha mấy anh. Nhưng mà em vẫn không lấy cọc ha, vẫn không lấy cọc, cho nên là mấy anh á, lựa hàng cho thật là kỹ. Giống như là em bán hàng có tâm thì mình mua hàng cũng phải có tâm giùm em. Chốt hàng cho thật là kỹ đi. Rồi mình hả cho địa chỉ thì em sẽ cho hàng đi nha. Rồi bên em á là ngoài bao ship tới nhà thì em còn tặng thêm 6 món đi kèm cho mình. Là có trắng cỏ nè, dây đeo, tiếp mở bogey, lục giác 4, lưỡi dài, một cái ổ phát cước cho mình luôn ha. Thời điểm này dịch phức tạp á mấy anh, cho nên là khi mà em cho hàng đi á, em sẽ tháo cái đầu riêng và cái lắp riêng cho mình ha. Và sẽ chia làm hai kiện. Sẵn em nói trên live luôn, sẽ chia làm hai kiện. Thì lúc mà đi em sẽ cho đi một lượt. Nhưng mà tới chỗ á, nhiều khi nó bị rớt hàng lại. Nhiều khi mình nhận cái đầu trước, nhận cái lắp sau, hoặc là nhận cái lắp trước, nhận cái đầu sau nha mấy anh. Thì mấy anh cứ an tâm, bữa trước bữa sau dữ lắm là hai bữa là mình sẽ nhận đủ nha. Và lúc nào mà mình nhiều khi họ cho đi một nhận một lượt hai kiện không chừng đó. Em nói cho mình đâu mình biết, mình đừng có hoang mang ha. Thời điểm này thì dịch nó phức tạp cho nên bán hàng bán rất là có tâm nha mấy anh, không có lừa gạt mấy anh đâu, mấy anh cứ an tâm, không có ai mà gạt chi chịu mấy của mình hết ha. Cũng chi là một cửa hàng lớn nha. Rồi bây giờ em sẽ test nổ máy cho mình tham khảo nha mấy anh. Mình cảm thấy cái nào chốt được thì mấy anh cho em số điện thoại với địa chỉ, em sẽ chốt đơn tới nhà cho mình luôn ha. Trời ơi bữa nay làm máy trễ quá, cái hơi tối thiếu ánh sáng. Maru Yanma nha. Cái này là có 20cc nha mấy anh, mà cái tem nó 23 thôi chứ cái nòng có 20cc ha. Màu hồng rất là đẹp nha. Cái máy này thì xài cho gia đình nha mấy anh, túm liền túm nhựa, hai tay cầm ghê dữ, trắng cỏ zin, đầu bò zin. Đặc biệt là chế á, thì chế zin một kim quanh bà rồ ha. Cái dòng máy này nè mấy anh cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Nó vừa tiết kiệm xăng, nó vừa gọn nhẹ mà trọng lượng nó lại nhẹ nữa. Mà cái máy này công suất nó nhỏ nha mấy anh, có 20cc cho nên xài cho gia đình nha. Mấy anh mua cho chị em phụ nữ hoặc người già lớn tuổi sử dụng rất là tốt luôn. Đó, cái bồ rất là trắng nè ha. Cái này là em khuyên luôn nha. Rồi, cái bình xăng lớn trắng tư luôn ha. Và bên hông cái lốc máy dập chữ Made in Japan nó sẽ nằm cạnh này. Mấy anh kiểm tra hàng, nếu không có Japan em sẽ hoàn hàng lại em nhận cho mấy anh. Rồi, cây em báo giá luôn. Cây này là EG G1 30 ly 1 triệu tư nha. Mấy anh chốt cái này mấy anh nhớ giùm em lưu G. Hôm nay là 17 tây tháng 9 nha mấy anh. Mấy anh nhớ ha, 17 tây tháng 9 em lên lưu G. Rồi. Lưu G này rất là, chữ G này rất là đẹp ha. Rồi em cảm ơn mấy anh. Bây giờ em sang G2. Một nút đăng ký kênh, khi em like nó sẽ nổi kênh của lên kênh của mình, nó rất là tiện lợi nha. Một nút đăng ký kênh, một nút like, một nút chia sẻ nha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Cái Shinewa này là 22cc bogey đứng ha, cũng gọn nhẹ như Mayu vậy đó, mà chạy cũng lợi xăng lắm nha mấy anh. Dòng này em bán khách hỏi nữa luôn. Rồi cái này thì chế zin một kim, tôm liền tôm nhựa ha, sau lưng nè rất là đẹp nha, công tắc nằm đây. Bên đây có thông số luôn, cái này xài cho gia đình nha. Rồi cái ga nó thì trên lắp, một tay cầm, double gin. Mấy anh không thích một tay cầm, mấy anh nói em lên hai tay cầm cho mình.
nha mấy anh, dễ dàng luôn. Rồi cái cây này cũng 1,2 triệu luôn, 32 ly mà 1,2 triệu G2 nha. Ha, mẫu mã cũng rất là đẹp nè, sao kỹ cho mấy anh xem, còn rất là đẹp, rất là ngọc trinh luôn. Rồi em sang ngay G3 G2 KC nha, tiếng im ru và rù luôn hết mấy anh. Rồi chừng nào mà mấy anh muốn xem lại thì mấy anh kết bạn Zalo giùm em nha, 0913136620. Em sẽ test lại qua Zalo cho mình xem. Rồi tới chỗ mình thử hàng cái nó đúng máy đúng hàng, test nổi nhận hay đứt hay nhận ha. Rồi mấy anh ơi, nhiều khi mấy anh điện số cái mình điện hoài bị cuộc gọi bị bận đó là do của người khác điện cho em ha, mấy anh kiên trì mấy anh điện giùm em 2-3 cuộc nữa nha mấy anh. Nhiều khi nó bị trùng cuộc gọi á, hoặc là cái số Zalo mấy anh mới nhắn kết bạn dẹp bản đi anh mà em chưa có đồng ý các bạn thì nó sẽ là để là không nhận nhắn từ người lạ, thì mấy anh nhớ nhá máy cho em cái nói là anh gửi là mời các bạn rồi em đồng ý các bạn giùm anh. Nhiều khi là em chạy ngoài đường cái không có wifi với mấy anh thông cảm vấn đề đấy giùm em ha, để có nhiều sự hiểu lầm. Rồi G2KC này nó là chung dòng máu với thằng Zenon Komitsu nha mấy anh, cũng chung dòng họ thôi, bây giờ chạy rất là phao. Rồi cũng bình xăng con cũng một kim quanh gồ luôn nha, công tắc nó sẽ nằm bên đây ha, tôm liền tôm nhựa cho mình luôn, hai tay cầm ra giữ nha, đầu bộ ghim. Rồi G3 32 ly 1,4 triệu nha mấy anh, cây này em bao cho mấy anh xài ha, xài rất là bền đỉnh luôn á. Rồi hai cái có hai cái chân trống rồi bên sân lớn mà nằm chạm đất luôn, bằng sắt luôn ha. Rồi G3 1,4 triệu em sang G4 này là xin đeo qua nha, đóng này đi ạ. Do xăng nó chưa có qua kịp á cho em đóng lè mở lè cho nó qua lắm anh thấy không, ra rất là phao bu gì đứng nha ha. Và cái đời này máy này là áo sắt này nè, những cái dòng máy áo sắt giống như nó chưa có độ thẩm mỹ giống như áo nhựa mấy anh, thì đời đầu của Nhật các cho nên cái bê tông nó rất là dài, chạy cực kỳ khỏe, dài mà dày luôn, bu gì đứng ha. Đó cái này tôm bằng nhôm nha mấy anh, tôm rời hai tay cầm mà cái tay này bằng nhôm nha ha, tay này bằng nhôm rất là chắc chắn luôn nha. Đây là cái cụm của nó cũng màu xanh chung với dòng máy luôn. Rồi đầu bò zin có cái chân trống bò zin đây nè, bằng sắt ha, mình xăng lớn mình không chạm đất luôn. Mình xăng con thì em lên chế mới chế hai kim cho mình nha mấy anh. Rồi cái máy này G4 32 ly 1,5 triệu nha, em sang G5. Rồi dịch đi. Rồi cái này Robin 253 luôn nha. Cái này là 32 ly. Chế thì chế zin một kim quanh gồ luôn ha. Bình xăng lớn là bình xăng mới nha mấy anh. Cái lô này là sản xuất tại Việt Nam ha, bình xăng mới nhưng mà nó rất là dày nha. Bao cho mấy anh sử dụng luôn. Còn bao nhiêu là nó zin hết. Tôm thì tôm nhựa. R5 32 ly 1,5 triệu, hai tay cầm. Đầu bò zin nha. Để mấy anh nào đang kiếm Robin thì xem em này coi vừa bụng không chốt nha, công tắc nằm đây. Chứ em thì em thấy Rubin này xài rất là chắc chắn nha. Ha, có thêm cái chân trống bằng nhựa luôn nè, mình xăng lớn mình không chạm đất nha mấy anh. Rồi. Em sang EG6. EG6 này là Shindewa 22 00 nha mấy anh, trợ lực luôn. Màu đỏ rất đẹp luôn.
trợ lực rất là nhẹ giật luôn mấy anh ha, giật phát anh ha, giật phát là nổ, giật phát là nhẹ giật à. Đó, này thì Buri đứng nha, chế dinh của một kim quanh gồ luôn nghe mấy anh. Cái ưu điểm đầu tiên cái này nó rất là gọn, thứ hai là nó nhẹ, nó gọn nó nhẹ cho nên là nó phù hợp cho mình xài cho gia đình hoặc mấy anh cắt trong trang trại nông trại rồi đó. Túm liền túm nhựa ha, đây có thông số luôn nè đó. Rồi hai tay cầm chữ U, ga trên ghi đông, công tắc trên ghi đông tiện lợi cho mình luôn, trắng cỏ zin đầu vào zin, mà giá thì thôi mức được luôn con 1,5 triệu à, R6 32 ly 1,5 triệu nha mấy anh, hết sảy luôn ha. Đó, vừa trợ lực mà vừa công tắc trên ghi đông nữa mà gọn nữa ha, mấy anh thích cái này thì mấy anh báo em nha, đẹp lắm nha mấy anh, tại buổi tối em lại nó hơi thiếu ánh sáng đó. Rồi em sang EG, ủa cái này nó có dán số mà nó mất tiêu rồi. Rồi EG8 nha, Mitsubishi TL231 nha. Rồi em sẽ test cái này cho mấy anh xem, đẹp lắm. Trợ lực nhẹ nha, giật cũng phát nhẹ qua tua là nó nhẹ nhại nổ liền. Mitsubishi TL231 là chế zin nè, hai kim nè, le đỏ tự động luôn nha mấy anh, hết sảy cho cái bình xăng này luôn ha. Đó, mình lên ga tự động nó nhảy hả. Cái lốc thì dập chữ Made in Japan nằm dưới đây, dưới bình xăng con ha. Tum thì tum liền, mà những cái máy mà tum liền thì tua nó nhanh hơn, chạy rất là nhanh nha mấy anh, nhanh hơn tum rời ha. Hai tay cầm trắng cỏ zin đầu bò zin, công tắc nằm đây. Thì mấy anh nào thích tung gời về mình đấu xịt thuốc hay là mình đấu vô cái bình phun thuốc diệt Covid gì đó, mấy anh hỏi em bữa hổm á, thì mình hãy lấy tung rời, còn không thì mình lấy tung rèn đi, liền đi mình xài cho gia đình thì nó chạy rất là nhanh nè. Có thêm cái đế dưới nó nè, bằng nhựa nó nè, bảo vệ cái bình xăng lớn luôn ha. Thì những cái máy Mitsu nè xài cái ưu điểm thứ nhất là tiết kiệm xăng, cái thứ hai nó rất là bền nha mấy anh, cực kỳ là bền, tuổi thọ nó rất là cao, thì cái phụ tùng đa dạng dễ thay thế luôn nha mấy anh. Rồi cái này là 1,8 triệu, mấy anh nhớ giùm em EG8 32 ly 1,8 triệu nha. Rồi em sang EG9 nha, Qzit 281 nha mấy anh. Không nè, kiếm Qzit 281 36 ly thì mình tranh thủ chốt ha. Cái những cái dòng máy này nè là cái tông nó rất là dày, thì nó chuyên phát cho cỏ keo, cỏ cứng, mấy cái dùng mà mấy anh mà phát cỏ mà trên đồi cà phê rồi đó, dùng Tây Nguyên đó, thì lấy cây này giùm em nha. Mà cái cây này thì bên bển người ta xài xăng xong người ta không có đổ ra mấy anh, thì nó hơi đục con xăng lớn nha, nhìn màu nó hơi tối nè đó, mà máy thì chất lượng lắm, áo nó bằng sắt luôn ha, thì ở trên hơi trước hơi chống lỏng nè, chế thì chế hai kim chế mới nha mấy anh. Rồi em anh nhìn cái tum nó đi, đây nó sơn hơi rất là dày luôn ha, công tắc nằm đây, hai tay cầm đầu bò zin EG9 36 ly 1,8 triệu nha. Rồi em sang EG11, này là Shinewa đeo lưng nha mấy anh, thì hay còn gọi là cần mềm đó. Là bình xăng á, là bình xăng bít tông ga, xăng xuống trực tiếp ha, và bình xăng zin nếu mà anh chạy cực kỳ khỏe luôn. Bình xăng lớn thì là bình xăng trên. Shinewa này là Shinewa S20 đây, S25 nha mấy anh. Tum thì bằng sắt. Tum gầy ha, mà cái tum này là máy của nó, đấu vô của nó mới được nha.
ga thì bằng nhôm, đầu bò zin, một tay cầm. Rồi em báo giá luôn nha, EG11 32 ly 1,5 triệu. Mấy anh muốn chốt một cây máy rồi đó, mấy anh phải nói cho đúng số thứ tự giùm em nha. Đây cái đeo lưng của nó đây. Đó, còn lành lặn luôn ha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn ha, da này là bao luôn á. Cái này thì mình đi lên đèo lên núi rồi đó, lên ruộng mặt hang rồi ha, hoặc là vô trong ngõ ngách rồi đó, cái này dễ phát lắm nha. Rồi, em sang cây cuối cùng là cây đề. Xin đi qua này. Có đề ha. Cây này em báo giá luôn nha mấy anh, nhớ số tự của đề này là G12 32 ly 2,2 triệu nha. Cái cục đề nó sẽ nằm ở đây nè, bắt nè, bật xuống, bật lên. Bên em bán cây đề này 2,2 triệu, em bao ship tới nhà cho mình, em tặng cho mình thêm một cái cục pin kèm một cục sạc. Nhưng mà cây máy này khi mà mấy anh xài xong á, đi rước mấy đứa đi, khi mà mấy anh xài xong á hết pin thì mấy anh phải tháo cái cục pin ra mang sạc nha, chứ không ghim trực tiếp được ha, em báo trước luôn. Rồi cái máy này á, trước khi mấy anh nhận hàng, mấy anh thử máy á, thì mấy anh phải giật cái máy nó nổ xong đi, mình hãy xây qua mình đề nha mấy anh, để nó sẽ bị hư IC đó, lâu ngày nó sẽ gặp IC, hoặc là nguyên một ngày đó mình không sử dụng, hôm sau trước khi mình sử dụng máy á, thì mấy anh nhớ giật máy lên đi, giật cái chụp giật á, khởi động chụp giật trước, sau đó mình hãy khởi động đề ha, thì từ đó tới chuyện mình xài đề là chuyện bình thường. Cái đây là em chỉ nhắc cái mẹo của em thôi, cho mấy anh thấy như mình lên máy cái mình rút kinh nghiệm á. Để mình đề giết nó sẽ bị hư, mình nhảy lên mình giật khởi động, có chụp giật trước, sau đó mình hát khởi động đề là xài rất là bền. Cái quay đeo của nó nè đó, nếu mà mấy anh chơi cũ quá thì nữa mấy anh đặt hàng xong mấy anh kêu em thay cho nha, nhớ nhắn em thay cho, tại nhiều khách của em cũng hơi bị thiếu sót đó mấy anh đó. Cái này là Shinewa S23 nha mấy anh, cái này thì trong nó bằng sắt luôn ha, tung nó bằng sắt tung rời nha mấy anh, vui ghi đứng. Và cái máy này thì 2,2 triệu. Rồi ga thì bằng giữ bằng nhôm, một tay cầm đó, đầu bò viên. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh, trời mưa.